đây là kết quả xét nghiệm. Giống như cô nói, khả năng có con của cậu ta là hoàn toàn không thể. Người đẹp của anh đang làm gì đó? Thằng nào gửi cho em đây? Có thằng nào đâu. Đâu, đưa em coi coi. Nè, cái gì? Em tính phi tang chứng cứ hả? Đưa em để em xóa hả? Anh làm gì mà mấy bữa nay em gọi điện anh không bắt máy vậy? Em nhớ anh muốn chết luôn á. Trời đất ơi, tôi không bắt máy thì cô đã hiểu rồi. Sao còn gọi vô văn phòng của tôi nữa? Ủa, anh nói gì kỳ vậy? Ngay cái chỗ làm việc của cô, cái chỗ karaoke bồ của cô làm gì tôi biết hết trơn rồi. Đời nào mà có một cô gái nào mà vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh đi lấy một cái ông chồng ngơ ngơ ngáo ngáo vậy không? Có chăng ra là cũng có lý do, đúng không? Ngoại tình hay là cái gì đó. Vậy họ yêu nhau, tại sao không lấy nhau đi? Đơn giản thì không lấy được chứ sao.